trò diễn kịch của nhân quả và câu tác ý hay nhất. Khi tâm mất bình tĩnh thì tất cả ác pháp sẽ tấn công vào tâm và trừ đó đức hạnh không còn nữa, chỉ còn lại một bãi chiến trường đau khổ. Cho nên, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chúng ta đều phải nhắc tâm, tất cả mọi việc xảy ra trên thế gian này đều là do nhân quả. Mà nhân quả thì luôn luôn biến đổi, vì vậy mọi vật đều biến đổi. Thì có vật nào là của ta? Thì có việc gì là phải là trái? Thì có việc gì là đúng là sai? Tất cả là trò diễn kịch của nhân quả theo nghiệp mà tác động, tạo ra biết bao nhiêu sự khổ đau cho mình, cho người. Vậy chúng ta chỉ còn biết thương yêu chứ không nên ghét ai cả. Vì thế Đức Phật dạy, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Cho nên mỗi khi có điều gì xảy ra chúng ta nên thấy lỗi mình, đó là câu tác ý hay nhất. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Trích giáo án rèn nhân cách lớp ngũ giới, đạo đức ly tham, tập 1, trang 140 đến 141, nhà xuất bản Tôn Giáo. Thưa các bạn, vừa qua cũng có mấy người trong hệ thống của thầy Thích Thông Lạc có hỏi: thưa chú, con làm thực phẩm chay mà bây giờ phong trào ăn chay thì đã bắt đầu biết rồi, thế mà có quý thầy, quý Phật tử, quý thầy đi gần chục năm nay đi ba y một bát, mắc nàng suốt, lại về nơi quê con nói với mọi người làm thực phẩm chay mà lãng phí như làm giò 20 cân giò mới được có 9 cân cành, còn bao nhiêu thứ kia là đổ đi cho chúng sinh ăn là vi phạm nghiệp nặng lắm. Thầy không có ăn giò nữa. Thế thì bao nhiêu năm đi với quý thầy, với quý Phật tử ở khắp nơi vẫn diễn giò rầm rầm, này nói câu thế. Nhưng mà thầy đi bất thực thì thầy bê cả một bịch sữa to, thì thầy có ăn thịt chúng sinh không? Thịt cá trứng sữa nó là thức ăn của con người không? Nó có độ pH 4.7, còn máu của thầy là 7.4. Vậy thì khi ăn vào nó gan, nó banh ra, nó phải lấy canxi dự trữ cho cơ thể, mà nghề để trung hòa thức ăn ấy. Mà thiếu thì nó phải lấy từ xương, từ răng. Đấy quý vị, vậy thì khó. Vậy là một gan người theo phản ánh này, còn khéo về bỏ nghề thôi, không làm được. Thế tôi mới nghĩ rằng, vậy thì theo thầy Thông Lạc, tôi lại thoát mà lại không để ý. Thầy đọc trong cái sách lời dạy là làm trung tâm ăn dưỡng, thầy dạy các con là phải làm thực phẩm chay, rồi là bán tạp hóa, bán xăng để kiếm tiền chủ động lấy cái nơi đó, trụ xứ đó, để cho các nơi đi lại du tăng khất sĩ về 10 người cứ về cái khu đấy 10 ngày xong lại đi chung khác. Thầy mong cho tất cả các địa phương đều được như vậy. Thế thì hôm nay nó chắc chắn là mấy thầy mấy cô này đọc pháp thầy Thông Lạc không hết rồi. Thử xem lại giáo án rèn luyện nhân cách mà trong cái đề án xây dựng trung tâm ăn dưỡng của thầy Thích Thông Lạc thế nào, nghe quý vị. Nói như thế là không sợ nhân quả. Bây giờ nếu để mà nói ăn chay mà nuôi chăn nuôi mà nó lại cũng là tiếp tin cho sát sinh nhỉ, đúng thật. Chăn nuôi là nghiệp ác. Còn những người mà mổ thịt lợn mấy chục năm kia còn quá. Có những kẻ lại còn chuyên giấu mua lợn chết về để làm thương người nghèo nuôi con lợn nó bị dịch. Trong đó là người ta phải tiêm thuốc mà nó vẫn chết ấy. Cái đấy là cái gieo mầm họa nhất mà không có hiểu, mà mang đổ cho các cái công ty, các nhà trường ấy, các nơi người ta ăn ấy, cứ rẻ là nó đổ. Có biết là lợn chết không? Đấy, mấy người phản ánh với chú là như vậy. Chú cũng nhìn thấy nhưng mà chú không nói. Mấy bao nhiêu năm rồi không nói. Đấy, vừa qua có cái tin đồn như thế. Thủy Nguyên thì phát sóng rầm rầm suốt ngày,
Nè, bán rẻ bán đấy. Nhưng cái hệ thống chay là nó lại như vậy đấy. Mà tốt nhất đây người tu nhân thủy theo thầy Tùng Lạc thì đâu có cần phải ăn giò, là ăn đồ chay rồi. Thế nhưng mà mình không được nói. Nói như thế là ảnh hưởng của những bên ngoại đạo. Người ta không tu giải thoát. Làm nghề chay đâu phải nghề ác. Sáu nghề không nên làm. Một là nghề săn bắn. Hai là nghề trai nữ. Ba là nghề buôn bán thịt sống. Bốn là nghề buôn bán thịt chín. Là làm cơm phở đấy. Có thể chu trình ấy. Năm là nghề không bán thuốc độc. Các vị còn làm bán thuốc độc, kể cả làm rượu, nấu rượu hay làm men rượu là còn làm bị. Các vị không có hiểu. Nhân quả không bằng lắm quý vị. Sáu là nghề không buôn bán người. Buôn bán người tuyển giúp cho doanh nghiệp người ta làm công nhân ấy, mà tuyển không đúng mà kiếm tiền thì thôi rồi. Hay ngày xưa nó bán nô lệ cho nhau. Mấy buôn bán người hay tham gia nghỉ cũng buôn bán người. Đấy quý vị phải thấu hiểu cái sách của cái thầy Thùng Lạc nhà các vị dạy, các vị phải nhớ, không phải là rồi nó khó đấy. Bây giờ người đời ăn chay thì mình theo Phật giáo nguyên thủy thì giải thoát rồi, vẫn còn ăn thịt chúng sinh thì còn nói người đại nó gì. Nếu thiếu mà thịt lợn nó lên quá 200-300 nghìn thì nhà nước nó cho nhập ngay các nước nó thịt về đi. Nhân quả công bằng đâu có cản trở được người ta mà dụ người ta ăn chay đâu. Còn bây giờ cái phương pháp dụ ăn chay là bây giờ nó phải có giò, có căn, có giả cái nọ giả cái kia, vì chúng sinh nó vậy cơ mà. Mình can thiệp vào nhân quả người khác có được đâu quý vị. Vậy nên cái bài pháp của giáo án là cách rất hay quý vị. Tác ý nhưng mà đi nói người ta đi nói vô tình một nhà sư tu hành đi nói thế thì bảo là sản xuất đồ chay là nghiệp nặng lắm. Vậy là cái nghiệp đi xin ăn mua sữa đi đi xin ăn vác cả bịch sữa về nhà, cả nải chuối to lấy cả nải, còn những người khác thì người ta lấy đồ ăn thì sao? Đi ô tô taxi đi thằng Hoàng Phát thì tiền ở đâu ra ấy, trong đó đi còn gục tới gục lui, nhìn khuôn mặt là đủ hiểu là thế nào. Tu giải thoát tốt về xíu có thấu lý đạt tình chánh kiến này, hay là chánh chi kiến giải thoát mà trong cái hàng hai cái hàng lệ ở dưới. Quý vị soi đi, soi gương nhìn xem. Hai cái mí dưới mà nó cứ phồng to nè, đeo kính tròng từ xa là thôi rồi. Khác gì quan chức hay là những nhà doanh nghiệp đang bị chuẩn bị vào nò ông Nguyễn Phú Trọng. Tự nhiên hôm trước ngon lành nhẵn bóng như vậy, sau khi nghe cái vụ nghe tự nhiên là sụp mắt xuống. Rồi dần dần là từ từ. Đó là gan ấy quý vị. Tôi đừng nói ăn chay nha, ăn ngày bữa nha. Mà không khéo là nó ức chế từ trong gan trong tâm ấy, nó ức chế làm cho cái gan là yếu, gan nó sợ sợ hãi rồi nói đèo, không sợ nhân quả. Nên các vị không